Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nằm ở rất xa trên vùng cực Bắc châu Âu, có một quốc gia đặc biệt. Người dân nước này đã sáng chế ra diêm, thuốc nổ, chân vịt tàu thủy, bếp dầu, cờ lê, phương pháp siêu âm, máy tạo nhịp tim cứu sống hàng triệu mạng người. Hàng ngày chúng ta đo nhiệt độ bằng thang độ under Celsius, thang độ C, vân vân và vân vân. Thụy Điển, quốc gia đặc biệt mà chúng ta đang nói đến, thực sự rất mạnh về công nghệ dân dụng. Nhưng công nghệ quốc phòng của nước này thậm chí còn ấn tượng hơn. Và đó là một câu chuyện không mấy vui vẻ đối với Nga. Khác với các nước Baltic nhỏ bé khác, tuy bài Nga nhưng tiềm lực quốc phòng yếu, Thụy Điển là một quốc gia sở hữu một tiềm lực quân sự mạnh như thú dữ. Và trong chương trình ngày hôm nay, Lê Minh sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về sức mạnh quốc phòng đáng sợ của đất nước này. Thụy Điển có một thái độ cực kỳ cứng rắn và rất thành kiến với Nga. Bạn sẽ không thấy bất cứ một nơi nào khác trên thế giới có thái độ chống Nga tương tự như vậy. Người Thụy Điển từng từ chối gia nhập NATO, nhưng sự trung lập kéo dài nhiều thập niên đã chấm dứt kể từ khi Tổng thống Putin tấn công nước láng giềng Ukraine, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với các nước gần biên giới Nga. Dù vậy, trong nửa thế kỷ trở lại đây, Thụy Điển vẫn đang âm thầm chuẩn bị chiến tranh, từ trước cả lúc khát vọng gia nhập NATO của họ được nhìn thấy. Ném bom xuống các vùng nước cạn trên biển Baltic, có lý do và không có lý do, bố trí các bãi mìn chờ nổ để hy vọng có lúc nào đó đánh chìm tàu ngầm Nga. Điều đáng nói là Thụy Điển làm điều đó một cách công khai và tuyên bố thẳng thừng. Chưa nước nào tự cho phép mình làm điều tương tự, thậm chí cả đối thủ tiềm năng chủ yếu của Nga. Khác với kẻ thù tiềm năng bên kia đại dương là Mỹ, Thụy Điển là một kẻ thù cực kỳ tiềm năng của Nga. Chắc chắn Thụy Điển sẽ không tấn công trước, nhưng nếu như buộc phải đánh nhau, Thụy Điển sẽ có thể gây ra cực nhiều vấn đề cho Nga, bằng cách tiêu diệt sạch sẽ hạm đội Baltic và gây thiệt hại lớn, dàn mỏng các đơn vị không quân và bộ binh Nga, không thể hình dung một chiến thắng nhẹ nhàng nào của Nga trên chiến trường Scandinavia. Sự kiện tàu khu trục Israel bị tàu mang tên lửa chống hạm đánh chìm năm 1967 đã gây một cú sốc mạnh cho hải quân các quốc gia phương Tây. Đối với tất cả, chỉ trừ hải quân Thụy Điển. Tại sao? Vì ngay từ năm 1958, Thụy Điển đã đưa tên lửa chống hạm RB-04, tức Robot 04 vào trang bị. Họ đã rất đúng khi xuất phát từ quan điểm cho rằng một cuộc chiến tranh với Liên Xô sẽ bắt đầu từ trên biển và họ không có đủ tàu để đánh trả. Giới chức quân sự Thụy Điển lựa chọn phương án dành ưu tiên cao cho phát triển vũ khí chính xác cao. Công ty SAAB bắt đầu thiết kế tên lửa chống hạm từ cuối những năm 40 của thế kỷ 20 và đã đạt được những kết quả tương đối tốt. Tên lửa chống hạm Thụy Điển Robot 04 nhỏ hơn và nhẹ hơn tên lửa cùng họ Cometa của Liên Xô tới vài lần. Khối lượng của Cometa là 600 kg. Để sử dụng Robot 04, không cần đến nỗ lực của các tàu chiến mang tên lửa hạng nặng. Nó có thể được phóng từ cánh của bất cứ một loại máy bay tiêm kích hạng nhẹ nào. Một loại vũ khí nhẹ và rất mạnh sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu rắn. Chỉ cần khóa mục tiêu và bắn. Quá hiện đại. Đầu tự dẫn radar 2 chế độ để tấn công các tàu đơn lẻ và một cụm tàu. Trọng lượng đầu tác chiến 300 kg, đủ để gây vết thương chết người cho bất cứ tàu chiến nào của hạm đội cờ đỏ Baltic của Liên Xô. Có một vấn đề nhỏ là tầm bắn của tên lửa này không lớn, chỉ chừng 32 km. Nhưng vấn đề này không phải là cái gì quá lớn nếu tính tới sự yếu kém của các hệ thống vũ khí phòng không trong những năm 1960 của thế kỷ trước. Và như vậy đã có hàng trăm quả robot được sản xuất. Với so sánh lực lượng như vậy, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, các tàu khu trục và khu trục hạng nhẹ của hạm đội cờ đỏ Baltic của Liên Xô được đóng sau Thế chiến thứ hai, khó có cơ hội chạy về được đến cửa vịnh Phần Lan. Đó là câu chuyện của quá khứ. Còn bây giờ thì Thụy Điển đang lên kế hoạch tiếp đón hạm đội Baltic của Nga không chỉ từ trên không. Người Thụy Điển đặc biệt quan tâm phát triển lực lượng tàu ngầm. Trân trọng tàu ngầm vì giá thành tương đối rẻ và khả năng tác chiến không thể so sánh của chúng. Trong giữa những năm 1990, Thụy Điển lại một lần nữa đi trước toàn thế giới khi đóng thành công tàu ngầm phi hạt nhân với động cơ AIP, động cơ yếm khí. Khác với các tàu ngầm điện diesel truyền thống sau mỗi 2 ngày phải nổi lên mặt nước để nạp ắc quy, tàu ngầm Gotland của Thụy Điển có thể không cần phải nổi lên trong suốt 2 đến 3 tuần. Cậu bé sát thủ này ngay lập tức được Lầu Năm Góc của Bộ Quốc phòng Mỹ quan tâm. Năm 2005, Gotland được Mỹ thuê và long trọng đưa về bờ biển California, tham gia cuộc tập trận ZTFE-602
và ngay trong cuộc tập trận này đã đánh chìm được tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ. Tất nhiên, đánh chìm ở đây là về lý thuyết. Trọng lượng thân nhỏ và 27500 điện từ đã loại hoàn toàn khả năng bị phát hiện bằng các thiết bị dò bằng phương pháp đo dị thường từ trường. Nhờ có kích thước nhỏ và cơ chế khử dung, tàu ngầm Collins hòa lẫn hoàn toàn vào phong nhiệt và phong âm thanh của đại dương. Theo lời của chính các quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận ZTFE-602, rất khó phát hiện Collins ngay cả khi nó đang ở ngay sát cạnh các tàu Mỹ. Hiện nay, trong trang bị của Hải quân Thụy Điển, có 3 tàu ngầm kiểu Collins, còn 2 chiếc tàu ngầm diesel đóng trong những năm 1980 đã được hiện đại hóa và cũng có các tính năng tương tự như Collins mới được chế tạo trong những năm 2000. Hiện Thụy Điển đang nghiên cứu chế tạo các tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ tiếp theo, dự án A-26. High-tech tiếp theo của Thụy Điển, đó là sản phẩm hợp tác giữa Volvo và Electrolux. Kích thước nhỏ truyền thống cùng với khả năng sử dụng tối ưu các khoảng không gian trong tàu. Đấy là một đặc điểm ưu việt trong phong cách Thụy Điển, gạt bỏ những mục tiêu biết trước chắc chắn là không đạt được, tập trung vào những nhiệm vụ khả thi và dựa vào những khả năng thực có. Thường là, không lâu sau đó thực tế cho thấy là hướng đi mà người Thụy Điển đã chọn rất phù hợp với việc đáp trả các hướng phát triển của những mối đe dọa. Kiểu tàu nhỏ thích ứng tối đa với những yêu cầu trên chiến trường biển Baltic, tất cả những nhiệm vụ còn lại giao cho tàu ngầm và không quân giải quyết. Tàu chống ngầm cỡ nhỏ mang vũ khí pháo binh, tên lửa hiện đại, lượng giãn nước 600 tấn đủ để lắp đặt đài radar kích thước nhỏ, 3 trạm định vị thủy âm, vũ khí tên lửa, pháo hạng nhẹ, các phương tiện tác chiến điện tử chất lượng rất cao và các ngư lôi chống ngầm. Có chỗ cho máy bay lên thẳng, hạ cất cánh và bảo dưỡng để khảo sát lớp bùn trên đáy biển Baltic và dọn đường qua các bãi mìn có 2 thiết bị tàu ngầm không người lái. Các động cơ tuabin khí đảm bảo cho các thiết bị này đạt tới tốc độ 35 hải lý trên giờ. Nhiệm vụ của Visby, chống ngầm khu vực ven bờ, nơi lúc nào cũng có các tổ hợp tên lửa phòng không mặt đất và không quân yểm hộ. Cộng vào đó, kích thước nhỏ và các phần tử ứng dụng công nghệ tàng hình gây khó khăn lớn cho đối phương khi theo dõi tàu Thụy Điển và dẫn đường cho các cụm tàu của mình tấn công các tàu Thụy Điển. Tổng cộng trong biên chế của Hải quân Thụy Điển có 5 tàu kiểu Visby. Mặc dù có vẻ ngoài rất đặc biệt, nhưng Visby đó mới chỉ là một trong những dự án bậc trung của Thụy Điển mà thôi. Còn có những dự án khác với lịch sử đáng nể hơn nhiều. Từ biển sâu, giờ chúng ta lên trời cao. Người Thụy Điển đã không ít lần làm cả thế giới ngạc nhiên khi chế tạo và sản xuất hàng loạt các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 cộng của mình. Không những thế, còn rất thành công, đã được đưa vào trang bị cho không quân 7 nước trên thế giới. Các kỹ sư của SAAB đưa ra một ý tưởng rất thú vị. Nếu mà ngẫm kỹ thì đó thực sự là một tư duy rất đúng đắn. Đó là để có thể thực hiện được bất kỳ một nhiệm vụ gì, việc đầu tiên là phải sống sót trong bối cảnh tác chiến. Khả năng sống sót, đấy là tiêu chí số 1 của không quân chiến đấu hiện đại. Khả năng này phụ thuộc vào chất lượng các phương tiện tác chiến điện tử và khả năng của máy bay phát hiện kịp thời và tránh được các mối đe dọa. Bay ở độ cao cực thấp và theo các tuyến bay có lợi và ít nguy hiểm nhất, gây nhiễu, sử dụng vũ khí công nghệ cao, tấn công chớp nhoáng và rút lui. Chủ nghĩa anh hùng rơm trong trường hợp này là vô nghĩa. Các tính năng bay rất quan trọng, nhưng không phải là hướng ưu tiên trong những tính toán để vượt qua các tuyến phòng không hiện đại. Để trợ giúp các phi công, máy bay của Thụy Điển được trang bị các tổ hợp phóng bẫy, thiết bị chế áp và gây nhiễu, radar hiện đại và các cảm biến phát tín hiệu về tất cả các mối đe dọa có thể có. Đối với khả năng tàng hình, các kỹ sư Thụy Điển có cách tiếp cận phù hợp. Kết cấu của Gripen bay chuyến bay đầu tiên năm 1988 thời kỳ đầu không đáp ứng được những yêu cầu của công nghệ tàng hình. Không đáp ứng được, không có vấn đề gì quá lớn. Người Thụy Điển nghiên cứu đảm bảo khả năng sống sót cho Gripen một cách đồng bộ. Gripen là máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư nhẹ nhất, có trọng lượng nhỏ nhất. Nó nhẹ hơn F-16 đến 4 tấn. Mặc dù chỉ có một động cơ, nhưng nếu tính theo con số thống kê các vụ tai nạn, thì đây là một trong những loại máy bay có độ tin cậy cao nhất và an toàn nhất. Chưa có một phi công nào thiệt mạng khi bay trên Gripen. Trong biến thể mới JIS-39E, người Thụy Điển cam kết sẽ trang bị bổ sung radar chủ động mảng pha và phá giá chi phí cho một giờ bay xuống chỉ còn 4.000 đô, hiện đang là 7.000 đô, rẻ hơn từ 5 đến 10 lần so với chi phí cho một giờ bay của các tiêm kích khác. Từ trời cao, bây giờ chúng ta lại xuống mặt đất đầy tội lỗi. Ở đây lại một lần nữa chứng minh rằng người Thụy Điển hoàn toàn không phải những kẻ ngốc. Stridsvagn 103, loại xe tăng bất bình thường nhất trong tất cả các loại xe tăng được sản xuất hàng loạt. Một model xe chiến đấu bánh xích đáng ngạc nhiên. Mặc dù có bản chất chứa rất nhiều điểm nghịch lý, nhưng xe tăng Stridsvagn 103 mang trong mình những mầm mống tư duy rất sáng tạo
và cả thiên tài của những người thiết kế chúng. Người Thụy Điển bỏ tháp pháo, gắn chặt pháo với phần vỏ thép đầu xe. Có nghĩa là khác với các tổ hợp pháo tự hành truyền thống, pháo thủ không thể có khả năng điều khiển nòng pháo, thậm chí cả theo phương thẳng đứng. Làm thế nào để ngắm bắn và chỉnh pháo? Theo phương nằm ngang, xoay thân xe, theo phương thẳng đứng, bằng cách thay đổi góc nghiêng theo trục dọc của xe tăng bằng các thiết bị treo thủy lực có điều khiển. Cực kỳ phức tạp nhưng cũng đơn giản đến không ngờ. Ít nhất thì riêng người Thụy Điển đã làm được. Xe tăng Stridvagn 103 đã được sản xuất hàng loạt, có mặt trên nhiều trường bắn và đã bắn và tiêu diệt nhiều mục tiêu. Loại xe tăng này có hàng loạt các ưu điểm, kích thước và giá cả tối thiểu, trong khi đó khả năng tự bảo vệ tương đương với những xe tăng tốt nhất trong những năm 1960 và thậm chí còn tốt hơn nhiều. Không có tháp pháo, động cơ ở phía trước, độ nghiêng của bất kỳ lá thép đầu xe nào 78 độ. Thêm nữa, chỉ cần một thời gian ngắn chuẩn bị, xe tăng đã có thể tự bơi. Do có chiều cao không lớn nên Stridvagn 103 rất thích hợp cho việc tổ chức các trận phục kích. Nói chung, chiếc xe tăng Thụy Điển này đã phục vụ 30 năm và nó sẽ còn phục vụ lâu hơn nữa. Một dân tộc Scandinavian nhỏ bé đã phát minh ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo bất ngờ. Nhưng mà rất tiếc, một sự hợp tác quân sự kỹ thuật chặt chẽ giữa Nga và Thụy Điển đã bị loại trừ gần như hoàn toàn vì những nguyên nhân lịch sử và chính trị. Trong lúc này, các nhà thiết kế vũ khí Nga cần phải đặc biệt quan tâm đến các đồng nghiệp Thụy Điển và đánh giá lại một cách sáng tạo một số ý tưởng, ứng dụng những ý tưởng đó trong việc thiết kế các loại vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự của Nga. Chiếc SAAB 340 Argus của không đoàn số 7 không quân Thụy Điển thực hiện nhiệm vụ phát hiện radar từ xa. Bên trong vẻ bề ngoài khiêm nhường này là một phương tiện kỹ thuật cực kỳ hiện đại. Đây là một trong những máy bay ABAKS tốt nhất thế giới. Máy bay ABAKS của không quân Thụy Điển được trang bị radar AirEye với anten mảng pha chủ động. Chiều dài anten 9m, trọng lượng gần 1 tấn, góc quan sát theo góc phương vị 3000. Cự ly phát hiện tối đa mục tiêu cỡ máy bay tiêm kích là 450 km. Thêm nữa có thông tin là các máy bay kiểu này thường xuyên bay tuần tiễu dọc biên giới với Nga. Có một điểm đáng chú ý là máy bay Gripen của Thụy Điển là một trong số ít các máy bay chiến đấu có khả năng hành trình siêu thanh, tức là có khả năng duy trì tốc độ siêu thanh mà không cần đổ nhiên liệu vào bộ phận đốt xong. Điều đó làm tăng sức bền của máy bay ở tốc độ siêu thanh bằng cách giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, cho phép nó bay nhanh hơn và mang theo ít nhiên liệu hơn. Ngoài Gripen của Thụy Điển, F-22 do Mỹ sản xuất, Dassault Rafale do Pháp chế tạo và Eurofighter Typhoon của châu Âu cũng có khả năng hành trình siêu thanh. Không có máy bay nào của Nga có khả năng này. Vâng, giờ đây thì Phần Lan đã gia nhập NATO và đang chờ Thụy Điển ở Bruxelles. Viễn cảnh hai nước Bắc Âu lớn nhất nắm tay nhau lập ra một phòng tuyến hoặc tiền tuyến nhắm vào nước Nga chắc chắn sẽ diễn ra trong một tương lai không xa. Năng lực quân sự của Thụy Điển và Phần Lan sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh không quân và khả năng răn đe của NATO ở phía Bắc. Còn nền công nghiệp quốc phòng hoàn chỉnh của Thụy Điển chắc chắn sẽ cung cấp cho liên minh này nhiều giải pháp tối ưu hơn trong cuộc đối đầu với Nga đang ngày một khao khát thể hiện mình. Thưa quý vị, sau nhiều tháng đứng nhìn bạn láng giềng Phần Lan bước vào NATO trước, Thụy Điển gần đây đã vượt qua những rào cản cuối cùng là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary trên đường vào liên minh quân sự, chính thức đặt dấu chấm hết cho truyền thống phi liên kết quân sự của mình. Với việc gia nhập NATO, Thụy Điển hoàn thành quá trình 30 năm thay đổi từ đại chiến lược đã có từ thời Napoleon là không gia nhập liên minh để tránh chiến tranh sang đại chiến lược gia nhập liên minh hùng mạnh để tránh chiến tranh. Cùng với sự gia nhập của Phần Lan, tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ giúp NATO thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu và củng cố điều mà họ thường gọi là sự răn đe trước Nga. Ngược lại thì Moscow cũng sẽ nhìn nhận những diễn biến này là mối đe dọa an ninh của mình. Ngay từ khi Thụy Điển và Phần Lan cùng gửi đơn xin gia nhập NATO, Nga đã cảnh báo rằng họ sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng về mặt kỹ thuật quân sự. Thậm chí Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga là ông Medvedev còn cảnh báo là Nga sẽ đặt nhiều vũ khí hạt nhân sát cửa ngõ Thụy Điển, Phần Lan khi hai nước vào NATO. Tình hình Bắc Âu đang nóng như lửa, bất chấp đây là khu vực gần với vùng cực Bắc lạnh giá. Thụy Điển sẽ mang đến cho NATO những giá trị gì? Nga sẽ phản ứng ra sao? Và liệu sẽ có một cuộc chiến mới ở vùng đất phía Bắc châu Âu hay không? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào chương trình, quý vị hãy dành ra 3 giây để ấn vào nút like, nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào từ chúng tôi. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Sau khi chiến tranh tại Ukraine nổ ra và không hẹn ngày kết thúc, trong mắt các quốc gia châu Âu,
Nga trong tương lai gần vẫn là mối đe dọa với các nước láng giềng. Chẳng ai dám chắc về mức độ tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bởi vậy, các nước xuất hiện một tâm lý dễ thấy, đó là tìm đến những chiếc ô an ninh bảo vệ mình trước viễn cảnh bị người Nga tấn công. Và trong bối cảnh đó, thì NATO chính là một sự đảm bảo quá uy tín. NATO, Liên minh quân sự châu Âu và Bắc Mỹ được thành lập năm 1949 nhằm đối phó Liên Xô ở châu Âu sau Thế chiến II, vẫn không ngừng mở rộng về phía đông sau 7 thập kỷ và ngày càng tiến sát biên giới Nga. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 và khối Hiệp ước Warsawa cũng không còn tồn tại, NATO đánh mất đối trọng của mình. Tuy nhiên, liên minh quân sự này không giải thể mà tiếp tục đà mở rộng về phía đông, không ngừng kết nạp thêm thành viên và ngày càng tiến sát biên giới Nga. Trong 20 năm sau đó, tất cả các đồng minh cũ của Moscow trong khối Hiệp ước Warsawa đều trở thành thành viên NATO. Liên minh hiện nay có tổng cộng 31 thành viên, trong đó một số nước có chung đường biên giới với Nga. Thụy Điển sẽ là thành viên thứ 32 của liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới này. Khi đà mở rộng về phía đông của NATO trở nên rõ ràng, liên minh quân sự này đã trở thành cái gai trong mắt Nga, khiến quan hệ giữa hai bên ngày càng xấu đi. Tháng 8 năm 2008, Nga phản ứng với chiến lược hướng đông của NATO bằng chiến dịch can thiệp quân sự vào Georgia với lý do là bảo vệ hai nước Cộng hòa tự trị đòi ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia. Điều này khiến hợp tác song phương trong khuôn khổ Hội đồng NATO-Nga bị đình chỉ. Hợp tác thực tế giữa NATO và Nga chấm dứt hoàn toàn vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, dù các kênh liên lạc quân sự và chính trị thì vẫn được duy trì. Nga cũng nhiều lần tuyên bố chính sách hướng đông cũng như sẵn sàng kết nạp thành viên mới của NATO chính là mối đe dọa an ninh địa chính trị. Washington và các đồng minh thì phủ nhận cáo buộc này, nói rằng không có quốc gia NATO nào đe dọa sử dụng vũ lực chống Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin muốn NATO rút lại hiện diện quân sự ở các nước Đông Âu, chấm dứt các cuộc tập trận thường xuyên ở Litva, Latvia và Estonia, các nước từng thuộc Liên Xô và có chung đường biên giới với Nga. Ông Putin phản đối NATO bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Romania, quốc gia vệ tinh cũ của Liên Xô, cũng như là một căn cứ tương tự đang được phát triển ở Ba Lan, và cho rằng chúng có thể khai hỏa tên lửa tấn công, đe dọa an ninh Nga. Moscow cũng quyết liệt phản đối mong muốn gia nhập NATO của Ukraine, bày tỏ lo ngại nếu kết nạp nước này, NATO sẽ lập căn cứ, triển khai vũ khí sát nách Nga. Khi tạo ra mối đe dọa cho Nga, Ukraine cũng gây ra mối đe dọa cho chính mình. Ông Putin đã tuyên bố vào hồi tháng 2 năm 2022, trước khi phát động chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Mối lo ngại hiện tại của Tổng thống Nga là Phần Lan và Thụy Điển, hai nước Bắc Âu từng duy trì chính sách không liên minh quân sự, giờ đây lại đã về với mái nhà chung NATO. Điều đó khiến liên minh quân sự phương Tây mở rộng thêm hơn 1.300 km biên giới quân sự với Nga, đồng thời đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trên cục diện chiến lược an ninh ở châu Âu. Khi ấy, cái gai NATO trong mắt Nga sẽ lớn đến mức mà Moscow buộc phải có hành động nào đó. Điều tối thiểu mà Nga có thể làm là củng cố hiện diện quân sự dọc biên giới Phần Lan, bởi Helsinki và Stockholm giờ đây không còn được coi là bên thân thiện nữa. Nga cũng có thể tăng cường lực lượng hải quân ở biển Baltic, nơi Moscow cho rằng sẽ trở thành ao nhà của NATO sau khi Thụy Điển, Phần Lan gia nhập. Nếu Mỹ hay là Anh thiết lập căn cứ quân sự ở Phần Lan, Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật để có thể nhắm vào các căn cứ đó. Vâng thưa quý vị, kịch bản chiến tranh thì có rất nhiều, nhưng tốt nhất là nó không nên xảy ra. Bởi vì một cuộc chiến giữa Nga và NATO thì hoàn toàn có thể dẫn tới ngày tận thế, khi mà cả Anh, Pháp, Mỹ trong NATO đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn Nga thì khỏi nói rồi, họ có riêng cho mình một kho hạt nhân gần 6.000 đầu đạn. Quá kinh khủng. Và câu hỏi đặt ra lúc này là Thụy Điển sẽ mang đến cho NATO sức mạnh răn đe thế nào trước nguy cơ đụng độ quân sự với Nga? Sức mạnh Thụy Điển. Có thể khẳng định rằng việc Thụy Điển gia nhập sẽ mang lại lợi thế lớn về địa chính trị cho NATO, giúp liên minh vây gần như kín biển Baltic, nơi Nga đặt cảng nhà hạm đội Baltic. Thủ tướng Thụy Điển Christensen ngày 7 tháng 3 đã bàn giao văn kiện gia nhập NATO cho chính phủ Mỹ, hoàn tất quy trình để trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh quân sự. Lễ thượng cờ Thụy Điển tại trụ sở NATO ở Brussels diễn ra ngày 11 tháng 3. Thụy Điển hôm nay an toàn hơn hôm qua. Chúng ta đã có đồng minh. Chúng ta có sự hậu thuẫn. Ông Christensen
cho biết trong bài phát biểu gửi người dân từ Washington, chúng ta đã nhận được sự đảm bảo từ Liên minh Quốc phòng phương Tây, ông nói. Ở chiều ngược lại, Thụy Điển cũng không gia nhập NATO với hai bàn tay trắng. Sự góp mặt của họ, quốc gia có nền quốc phòng hùng mạnh cùng vị trí địa lý có nhiều lợi thế trời ban, có thể giúp NATO giải bài toán về cách mà liên minh này ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thì nói, kết nạp Thụy Điển giúp NATO mạnh hơn, Thụy Điển an toàn hơn, cả liên minh an toàn hơn. Với việc kết nạp Thụy Điển, NATO giờ đây đã vây kín gần như toàn bộ biển Baltic. Nga giờ đây chỉ có thể tiếp cận vùng biển chiến lược này từ thành phố Saint Petersburg qua cửa ngõ hẹp ở vịnh Phần Lan, cũng như khu vực giáp vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Biển Baltic giờ đây đã trở thành hồ NATO. Ngoại trưởng Latvia Kristianis Karins, một trong những ứng viên kế nhiệm ông Stoltenberg, nói: Nga có nhiều lợi ích kinh tế và quân sự ở biển Baltic. Thành phố Saint Petersburg là nơi đặt nhiều cơ sở lọc dầu và là cửa ngõ để Nga xuất khẩu sản phẩm qua vịnh Phần Lan. Hạm đội Baltic có trụ sở và cảng nhà ở Kaliningrad, cùng một căn cứ ở Saint Petersburg. Tất cả giờ đây đều có nguy cơ nằm trong vòng kiềm tỏa của NATO. Cùng với sức mạnh hải quân và không quân, vị trí địa lý của Thụy Điển còn giúp NATO đối phó bất kỳ động thái tấn công nào của Nga, dù là ở các nước Baltic, dọc biên giới với Phần Lan, hay thậm chí là ở Bắc Cực. Hệ thống đường bộ và đường sắt của Thụy Điển được coi là tuyến đường nhanh nhất để di chuyển trên bán đảo Scandinavia. Nhóm nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva từ lâu được coi là gót chân asin của NATO. Giờ đây có thể nhận được hỗ trợ ngay lập tức từ Phần Lan và Thụy Điển nếu bị tấn công, thay vì phụ thuộc vào hành lang Suwalki giữa Ba Lan và Litva. Đảo Gotland của Thụy Điển cũng giúp NATO củng cố vị thế tại khu vực, kiểm soát tốt hơn các tuyến hàng không và hàng hải. Gotland rộng hơn 3.100 km2, thường được ví như là một tàu sân bay không thể chìm và cách Latvia khoảng 200 km mà thôi. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, vì để đối phó với mối uy hiếp từ Liên Xô, Thụy Điển khi đó thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nghĩa là tất cả đàn ông Thụy Điển đủ điều kiện đều phải trải qua huấn luyện chính quy một cách nghiêm ngặt trong quân đội. Vào thời kỳ cao điểm, có đến 85% đàn ông Thụy Điển đều trải qua quân dịch. Vào thời điểm ấy, Thụy Điển đã xây dựng rất nhiều công trình quân sự với tiêu chuẩn cao. Đường cao tốc trong nước, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Bắc, đều xây dựng theo tiêu chuẩn cất hạ cánh của chiến đấu cơ, cũng giống với đường cao tốc ở Đức. Sau đó, ở vùng Duyên Hải, Thụy Điển còn lợi dụng địa hình núi tự nhiên để mà làm nơi ẩn náu. Họ đã xây dựng rất nhiều công trình quân sự để tàu chiến, tàu ngầm, cho tới các chiến đấu cơ ẩn thân. Sau khi gia nhập NATO, Thụy Điển có thể đóng góp rất nhiều về năng lực sản xuất vũ khí cho liên minh quân sự lớn nhất thế giới này. Họ là một trong số ít những quốc gia châu Âu có hệ thống công nghiệp quốc phòng hoàn bị. Dù là không quân, hải quân hay là lục quân, họ đều có những vũ khí vô cùng tiện dụng. Từ những năm 50 đến 70 thế kỷ trước, Thụy Điển đã bí mật nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân. Về không quân, họ cũng có chiến đấu cơ thế hệ thứ tư vô cùng lợi hại. Chiến đấu cơ hiện đại này có hành trình siêu âm, có mảng pha điện tử chủ động, vân vân. Thụy Điển còn có thể phát triển máy bay cảnh báo sớm. Cho nên có thể nói, Thụy Điển chính là một cường quốc công nghiệp quân sự. Hiện tại thì NATO chưa có kế hoạch đưa binh sĩ đến đồn trú tại đây, nhưng vấn đề này dự kiến là sẽ được thảo luận theo các quan chức của khối. Tổng thống Nga Putin đã thông báo kế hoạch tái cơ cấu quân đội Nga và củng cố lực lượng ở sườn Tây nước này để mà nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ việc NATO kết nạp Phần Lan, Thụy Điển. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước cũng cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng với những mối đe dọa có thể hiện hữu trên lãnh thổ Phần Lan và Thụy Điển. Còn giới phân tích thì cũng cho rằng Nga vẫn có thể tạo ra nguy cơ từ vùng lãnh thổ Kaliningrad, nơi mà Moscow đã triển khai tên lửa đạn đạo Iskander có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Nếu nhìn trên bản đồ, thì đúng, về mặt địa lý, biển Baltic đã trở thành hồ NATO. Nhưng NATO vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo Minna Islander, nhà nghiên cứu tại Viện Phần Lan về các vấn đề quốc tế, còn giáo sư John Denny, giảng viên trường quân sự lục quân Mỹ thì cho rằng Liên minh NATO nên từ bỏ quan điểm cho rằng biển Baltic là của riêng sau khi kết nạp Thụy Điển. Gọi biển Baltic là hồ NATO sẽ dẫn đến sự tự mãn, ông Denny cảnh báo. Julian Pollack, nhà nghiên cứu tại Đại học Quân đội Đức, thành phố Hamburg,
cũng cho rằng những lợi thế về địa lý, tiềm lực quốc phòng của Thụy Điển cũng không thể giúp NATO kiểm soát hoàn toàn mọi thứ diễn ra trên khu vực rộng lớn như là biển Baltic. Kiểm soát vùng biển rộng lớn như vậy là điều rất khó thực hiện nếu so với lãnh thổ trên đất liền, Pollock nói. Vụ đường ống Nord Stream bị phá hoại cho thấy chúng ta rất khó xác định chuyện gì xảy ra ở dưới mặt nước cũng như là đáy biển. Phòng thủ toàn dân. Việc Thụy Điển gia nhập NATO cũng có thể tăng cường đáng kể an ninh sườn đông cho khối nhờ chiến lược phòng thủ toàn dân, toàn diện của nước này. Điều này đồng nghĩa NATO sẽ có thêm một thành viên sở hữu lực lượng quân đội mạnh mẽ, giúp tăng cường an ninh và khả năng phòng thủ quan trọng cho sườn đông của khối này. Thụy Điển từ lâu đã thi hành chính sách quốc phòng toàn diện, thu hút toàn dân tham gia nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Tất cả người dân trong độ tuổi từ 16 đến 70 tuổi là một phần chiến lược quốc phòng toàn diện của Thụy Điển, trong web thông tin khẩn cấp của chính phủ cho hay. Bằng cách truyền tải nhu cầu đảm bảo an ninh cho đất nước tới từng người dân, Thụy Điển nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận với lĩnh vực quân sự, trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ xuất khẩu vũ khí. Họ và nước láng giềng Phần Lan trong nhiều thập kỷ đã theo đuổi chính sách không liên minh quân sự, đảm bảo sự trung lập bằng cách đầu tư rất nhiều vào quốc phòng và dành nguồn lực để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản bị tấn công. Tuy nhiên, 2 tháng sau khi Nga tấn công Ukraine, hai nước Bắc Âu cùng quyết định chấm dứt chính sách không liên minh và xin gia nhập NATO. Phần Lan vào tháng 4 năm ngoái đã gia nhập NATO thành công sau khi nhận được sự ủng hộ từ 30 nước thành viên, trong khi Thụy Điển lúc đó gặp trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Hiện tại thì tất cả rào cản đã được dỡ bỏ. Đây là thay đổi lớn đối với khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, cũng như là bất ngờ mang tính chiến lược, trái ngược với những tính toán trước đây của Nga. Oana Lungescu, thành viên tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh RUSI nói. Còn theo các quan chức châu Âu, hai thành viên Bắc Âu đã mang tới cho NATO một tư duy quân sự hoàn toàn mới. Thụy Điển đã xây dựng phần lớn chính sách an ninh của mình dựa trên kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của Phần Lan. Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, Stockholm bắt đầu áp dụng chiến lược phòng thủ toàn diện. Chính phủ Thụy Điển đã ban hành ấn phẩm dài 20 trang với tiêu đề "Nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh xảy ra", khuyến nghị người dân cần phải phản kháng nếu quốc gia bị tấn công. Stockholm đã tăng cường phòng thủ dân sự và kêu gọi người dân tích trữ sẵn nhu yếu phẩm đủ cho 2 tuần, gồm thực phẩm, nước và máy thu thanh. Cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp dân sự Thụy Điển, nơi thúc đẩy các kế hoạch ứng phó thảm họa tự nhiên, khủng bố hoặc là tấn công mạng và chiến tranh, đã phối hợp chặt chẽ với quân đội nước này trong việc lên kế hoạch dự phòng. Lực lượng vũ trang Thụy Điển phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng dân sự trong nhiều lĩnh vực, từ giao thông vận tải tới chăm sóc y tế, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Johnson khẳng định. Quốc gia này cũng học hỏi Phần Lan trong việc nâng cao nhận thức của người dân về mối đe dọa từ thông tin sai lệch trên mặt trận thông tin, giúp họ nhận ra rằng tình hình an ninh của đất nước và châu Âu đã xấu đi đáng kể trong những năm gần đây. Kết quả là sự ủng hộ của người dân Thụy Điển với lực lượng vũ trang đạt mức 81% vào năm ngoái, theo khảo sát của Cơ quan Quản lý Vật tư Quốc phòng Thụy Điển. Đây là mức cao nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu thực hiện năm 2012, thời điểm tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt mức 56%. Vâng, chính sách toàn dân toàn diện của Thụy Điển rất đáng chú ý, bởi giống hầu hết các nước châu Âu, quốc gia này không có chung biên giới trên bộ với Nga, và từ lâu đã tìm cách hợp tác với Moscow thông qua các thỏa thuận kinh tế, năng lượng, ngoại giao. Các lãnh đạo Anh, Đan Mạch và NATO gần đây đã kêu gọi các nước châu Âu khác làm theo Phần Lan và Thụy Điển trong bối cảnh mối đe dọa bên ngoài ngày càng gia tăng. Cách tiếp cận toàn dân này là điều mà tất cả chúng tôi đang nghĩ tới, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Kasha Orengren nói. Tại Hà Lan, người dân cho rằng đảm bảo an ninh là trách nhiệm của quân đội, nhưng chính phủ đang cố gắng thay đổi quan niệm đó. Chính sách toàn dân này kết hợp với lĩnh vực công nghệ dân sự bùng nổ của Thụy Điển đã giúp cho ngành sản xuất vũ khí của họ luôn đi đầu châu Âu. Đất nước có khoảng 10,6 triệu dân đã thiết kế và sản xuất chiến đấu cơ của riêng họ mang tên Sharp Gripen. Tập đoàn hàng không Sharp của Thụy Điển thậm chí còn phát triển tàu ngầm hiện đại, đồng thời hợp tác với Boeing sản xuất bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB cho Ukraine và máy bay huấn luyện Red Hawk T-7 cho không quân Mỹ. Sức mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng Thụy Điển bắt nguồn từ những năm theo đuổi chính sách không liên minh. Các lãnh đạo Thụy Điển không chỉ muốn có quân đội đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu cao mà còn muốn tự cung tự cấp vũ khí. Họ đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu và uy tín nhất thế giới. Ngày nay, Thụy Điển cũng tận dụng những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực dân sự để tích hợp vào quốc phòng, như chế tạo cảm biến quân sự, hệ thống tác chiến điện tử,
và thiết bị kỹ thuật số khác phục vụ cho chiến trường. Chính phủ Thụy Điển năm ngoái ra mắt sáng kiến đổi mới quốc phòng mà ông Johnson cho biết nhằm mục đích tích hợp mạnh mẽ công nghệ dân sự và quân sự, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa người dân và lực lượng vũ trang. Thụy Điển có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho NATO trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ quốc phòng và những công nghệ hàng đầu. Ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp của Liên minh gần Stockholm hồi tháng 10 năm 2023. Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO chỉ trong vòng một năm qua là một trong những hệ quả địa chính trị lớn nhất từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Thụy Điển và các nước châu Âu khác đã tăng cường cảnh báo về khả năng Nga sẽ thực hiện các cuộc tấn công vào các quốc gia khác ngoài Ukraine và thách thức điều khoản phòng thủ chung của NATO. Tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Phòng thủ Dân sự Thụy Điển là Carl Oscar Bolin đã nói rằng chiến tranh có thể xảy ra ở Thụy Điển. Mọi chuyện trở nên đáng quan ngại hơn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo là Nga sẽ lập 12 đơn vị quân đội mới ở phía Tây để đáp trả việc NATO kết nạp hai nước Bắc Âu. Tướng Shoigu nói quân đội Nga dự kiến nhận hơn 2.000 đơn vị khí tài và vũ khí, song chưa công bố chi tiết. Ông nhận định tình hình chiến lược của phương Tây có đặc trưng là các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng gần biên giới Nga. Theo lời ông này, trong 8 năm qua, các chuyến bay của oanh tạc cơ chiến lược Mỹ tại châu Âu đã tăng gấp 15 lần. Các chiến hạm Mỹ mang tên lửa dẫn đường tiến vào biển Baltic một cách có hệ thống. Vâng thưa quý vị, sau khi Liên Xô tan rã, Stockholm cho rằng chiến tranh đã là chuyện quá khứ. Trong vòng 20 năm, Thụy Điển đã giảm quy mô khoảng 90% lục quân và khoảng 70% lực lượng hải quân và không quân, theo một báo cáo năm 2011 của tác giả Hela Odin cho Bộ Tài chính Thụy Điển. Nhưng mà sau khi Nga động binh tại Georgia năm 2008 và sáp nhập Crimea vào năm 2014, Thụy Điển chợt nhận ra là họ đã bị thâm hụt răn đe, theo cách gọi của ông Dan Scholl. Tất nhiên, việc gia nhập NATO sẽ khiến Thụy Điển trở thành tiền tuyến trong tương lai nếu một cuộc chiến giữa Nga và NATO nổ ra. Trước mắt, Moscow sẽ còn gặp hạn chế trong khả năng phản ứng bằng quân sự vì còn tập trung vào chiến sự Ukraine. Nhưng đến cuối cùng thì họ sẽ hồi phục lực lượng và có thể có sự điều chỉnh lâu dài thế trận của mình để mà đáp trả sự hiện diện của NATO ở Phần Lan và Thụy Điển. Bởi trong mắt nhà lãnh đạo Nga lúc này, bên kia biên giới Bắc Âu, ông chỉ nhìn thấy những kẻ thù của mình mà thôi. Thưa quý vị, Nga đã nhiều lần tuyên bố về việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông chính là mối đe dọa an ninh của mình. Sau tất cả những tuyên bố đó, NATO vẫn tiếp tục tiếp giáp tới lãnh thổ của Nga bằng việc đưa Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh quân sự này. Nếu như đây được coi là chiến thắng của NATO trên mặt trận địa chính trị, thì người ta lại cũng đang lo ngại đến số phận của Thụy Điển trong ván cờ chống Nga của NATO. Chưa dừng lại ở đó, truyền thông phương Tây tiếp tục đăng tải thông tin về việc các nước Đông Âu cũng đang chuẩn bị tấn công Nga. Châu Âu lúc này tiếp tục tăng nhiệt, mà mồi lửa của nó chính là cuộc chiến Ukraine đã nổ ra từ hơn 2 năm trước. Liệu Nga khi bị dồn vào chân tường sẽ phản kháng thế nào trước một NATO đang lừng lững tiến về phía đông? Và liệu Thụy Điển có đang đánh cược với số phận dân tộc mình bằng quyết định đáng chú ý nhất về an ninh đối ngoại suốt 200 năm qua? Liệu rằng cuộc chiến tranh thế giới có nổ ra với mồi lửa là cuộc chiến Nga-NATO hay không? Video hôm nay sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi này. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình ngày hôm nay, mong quý vị hãy dành ra 3 giây để ấn vào nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào từ chúng tôi. Bây giờ thì lại mời quý vị an tọa và chúng ta cùng đi vào chương trình. Gia nhập NATO, Thụy Điển được gì, mất gì? Việc gia nhập NATO có thể mang lại những lợi ích và hạn chế cho Thụy Điển, cũng như có thể mang lại những thay đổi và ảnh hưởng đến quốc gia này. Xét về mặt lợi ích, việc gia nhập NATO có thể tăng cường an ninh và quốc phòng cho Thụy Điển bằng cách cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ từ các thành viên khác của liên minh này trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc đe dọa quân sự. Mặt khác, Thụy Điển sẽ trở thành một thành viên chính thức của một trong những liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Điều này có thể tạo ra cơ hội tăng cường quan hệ quốc tế và tăng cường ảnh hưởng của nước này trên trường quốc tế. Hơn nữa, Thụy Điển sẽ có cơ hội truy cập vào các tài nguyên quân sự và kỹ thuật hiện đại từ các quốc gia khác trong liên minh, cũng như có cơ hội tham gia vào các dự án hợp tác quân sự với các thành viên khác của NATO. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, việc Thụy Điển tham gia liên minh để được bảo vệ khỏi sự đe dọa từ Nga. Nhưng mà Nga thì đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không gây bất kỳ đe dọa nào tới các nước Bắc Âu.
Đứng về góc độ tư duy logic, Thụy Điển không có chiến tranh trực tiếp với Nga, nên đâu cần phải bảo vệ Thụy Điển. Ukraine mới là quốc gia đang có xung đột quân sự với Nga, và họ mới là đối tượng cần được bảo vệ. Nhưng NATO có bảo vệ được Ukraine không? Có vẻ như là không. Đất nước này vẫn mất thêm phần lãnh thổ của mình vào tay Nga. Thiệt hại quân sự và khí tài vẫn tiếp tục tăng lên. Người dân Ukraine thì vẫn đang tiếp tục một cuộc chiến không hồi kết. Cho nên lập luận đưa Thụy Điển, Phần Lan và NATO để bảo vệ các nước này e rằng là cũng cần phải tính toán lại. Tất nhiên trong lịch sử, cả Thụy Điển và Phần Lan đều đã có chiến tranh với đế quốc Nga và Liên Xô. Nhưng đó là những chính thể đã không còn tồn tại. Và nước Nga mới thành lập sau ngày Liên Xô tan rã thì dường như không có những mâu thuẫn quá lớn với hai nước Bắc Âu. Bởi vì đây là hai nước về cơ bản là trung lập, tạo ra một vùng đệm tương đối an toàn cho Nga ở phía Bắc với NATO. Chỉ khi bị đe dọa đến an ninh và sự tồn vong của mình thì Nga mới có thể có những hành động tương đối cực đoan như là tấn công vào Ukraine. Bởi thế, khi lần lượt Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO rồi thì đó mới là lúc căng thẳng thực sự giữa họ và nước Nga xuất hiện. Nhưng việc chứng kiến Ukraine bị Nga trừng phạt vì giấc mộng NATO của mình thì hai nước Bắc Âu cũng phải đề phòng đường lui cho mình bằng cách tìm đến sự bảo trợ của NATO. Đương nhiên, họ không muốn bị rơi vào tình thế giống như Ukraine hay trước đó là Georgia còn chưa gia nhập NATO thì đã bị Nga tấn công rồi. Chưa biết lợi ích của việc gia nhập NATO ở đâu, nhưng việc tham gia vào liên minh thì Thụy Điển sẽ phải đối mặt với những vấn đề sau. Thứ nhất là chi phí. Gia nhập NATO có thể đòi hỏi các đầu tư lớn về quốc phòng và an ninh, cũng như các kỳ vọng về việc chia sẻ các nghĩa vụ tài chính với các thành viên khác. Thứ hai, gia nhập NATO có thể tạo rủi ro và cam kết về việc tham gia vào các cuộc xung đột quốc tế hoặc là các hành động quân sự mà Thụy Điển có thể không muốn hoặc là không thể tham gia. Thứ ba thì việc gia nhập NATO có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Thụy Điển và Nga, đặc biệt là do Nga thường coi những nước gia nhập NATO là một sự đe dọa đến an ninh của mình. Trong kịch bản giả định về một cuộc đối đầu quân sự giữa Thụy Điển và Nga, một đánh giá khách quan cho thấy sự chênh lệch đáng kể về năng lực quân sự gây nghi ngờ về khả năng giành ưu thế của Thụy Điển trong một cuộc xung đột như vậy. Số lượng nhân lực, xe tăng và máy bay mà Nga có trong tay là một thách thức ghê gớm. Quân nhân tại ngũ của Nga đứng ở con số đáng kinh ngạc là khoảng 1.171.000 so với con số khá khiêm tốn của Thụy Điển là 55.000. Nó tạo nên một tỷ lệ đáng kinh ngạc là 21:1. Sự bất cân xứng về số lượng này cho phép Nga có thể áp đảo các vị trí của Thụy Điển và khiến cho Thụy Điển phải chịu nhận tổn thất một cách khá dễ dàng. Khi nói đến lực lượng thiết giáp, kho vũ khí của Nga tự hào có 5.000 xe tăng, trái ngược hoàn toàn với con số giới hạn 120 chiếc của Thụy Điển. Sự khác biệt gấp 40 lần này cho thấy khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhanh chóng và quyết đoán. Trong đó, xe tăng Nga có thể lăn qua các tiền đồn được phòng thủ sơ sài, làm tê liệt cơ sở hạ tầng và mạng lưới thông tin liên lạc. Trên bầu trời, sự thống trị của Nga được thể hiện rõ với 5.364 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tiên tiến, so với phi đội khiêm tốn 291 máy bay của Thụy Điển. Ưu thế vượt trội trên không đáng kể này sẽ cho phép Nga kiểm soát chiến trường, làm gián đoạn việc di chuyển, trinh sát và liên lạc của quân đội Thụy Điển, từ đó cản trở khả năng phản ứng của họ. Hơn nữa, nguồn dự trữ khổng lồ của Nga mang lại cho họ khả năng bù đắp tổn thất và duy trì áp lực không ngừng. Ngược lại, thì Thụy Điển sẽ nhanh chóng thấy mình bị dàn mỏng lực lượng, phải vật lộn để duy trì lực lượng chiến đấu hiệu quả trước làn sóng sức mạnh quân sự của Nga. Ưu thế vượt trội trên không mà Nga được hưởng càng làm phức tạp thêm vị thế của Thụy Điển, cản trở liên lạc, hậu cần và di chuyển quân đội, từ đó làm tê liệt khả năng kháng cự. Ngoài ra, yếu tố kinh nghiệm còn bổ sung thêm một lớp nữa vào thách thức mà Thụy Điển phải đối mặt. Trong khi Thụy Điển duy trì một quân đội chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản, việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn khác hẳn với việc Nga vẫn đã và đang tham chiến ở cả Ukraine và Syria. Quân đội Nga đã thu được kinh nghiệm vô giá trong chiến tranh cơ động, hoạt động vũ trang phối hợp và chiến đấu trong đô thị, những kỹ năng quan trọng để điều hướng sự phức tạp của các cuộc xung đột hiện đại. Ngược lại, Thụy Điển sẽ phải đối mặt với một chặng đường học tập khó khăn trong việc thích ứng với sự hỗn loạn và khó đoán của chiến trường. Sau đó là đến những thách thức về hậu cần và tinh thần. Tính thực tế của chiến tranh, từ việc duy trì các tuyến tiếp tế đến phối hợp di chuyển trên khoảng cách rộng lớn, đặt ra những thách thức mà Nga với các chiến dịch gần đây đã mài giũa được khả năng giải quyết. Mặt khác thì Thụy Điển sẽ cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại hệ thống thời bình của mình để đáp ứng nhu cầu xung đột cường độ cao trong thời chiến. Tất nhiên là Thụy Điển cũng không phải là một tay mơ.
Dù có không nhiều binh sĩ tại ngũ, nhưng nước này có chính sách quốc phòng toàn dân, luôn luôn có thể tổng động viên bất cứ lúc nào. Nền công nghiệp quốc phòng rất phát triển của đất nước Bắc Âu cho phép họ có thể chiến đấu trong một cuộc chiến tranh bất đối xứng khi số lượng binh sĩ và khí tài của mình ít hơn đối thủ nhiều lần. Và đặc biệt là khi vào NATO thì Thụy Điển sẽ có được sự bảo trợ từ Liên minh bằng điều 5 trong Hiệp ước Phòng thủ Tập thể. Tất nhiên là chúng ta đang nói đến kịch bản giả định là Thụy Điển và Nga đối đầu 1-1 chứ không tính đến NATO. Còn nếu như là thực sự diễn ra chiến tranh thì về lý thuyết Nga sẽ phải đối mặt với 32 quốc gia NATO trong một cuộc chiến tựa như là chiến tranh thế giới vậy. Đó là chưa kể, nếu muốn tấn công Thụy Điển thì Nga chỉ có hai con đường, một là vòng về phía Bắc và hai là vòng lên từ biển Baltic. Phần Lan chính là vùng đệm an ninh của Thụy Điển với đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Nếu Nga muốn tấn công Thụy Điển thì đầu tiên họ phải bước qua Phần Lan được. Kinh nghiệm cho thấy là những cuộc tấn công đổ bộ từ đường biển thường sẽ rất tốn kém và khó khăn. Ngoài ra, mùa đông khắc nghiệt ở vùng cực Bắc cũng sẽ khiến binh sĩ của đôi bên phải chiến đấu trong những điều kiện vô cùng gian khổ. Nhưng có lẽ yếu tố quan trọng nhất khiến cán cân nghiêng về phía có lợi cho Nga trong một cuộc đấu 1-1 với Thụy Điển, đó là vị thế của họ với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Thụy Điển cam kết duy trì phi hạt nhân. Điều này cho thấy sự bất cân xứng sâu sắc trong khả năng leo thang chiến tranh. Sự tồn tại đơn thuần của kho vũ khí hạt nhân của Nga đã phủ bóng đen lên bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào, tạo ra áp lực tâm lý có thể làm xói mòn sự ủng hộ của công chúng đối với một cuộc chiến kéo dài ở Thụy Điển. Sự bất cân xứng về hạt nhân này có thể hạn chế đáng kể các lựa chọn của Thụy Điển và cản trở khả năng phản ứng hiệu quả trước sự xâm lược của Nga. Hơn nữa, Thụy Điển thấy mình bị lôi kéo vào những thách thức bắt nguồn từ những hạn chế về địa lý, sự mất cân bằng kinh tế và vị thế mong manh trong bối cảnh thương mại toàn cầu. Về mặt địa lý, diện tích tương đối khiêm tốn và vị trí gần Nga của Thụy Điển đã bộc lộ những bất lợi cố hữu. Ngược lại, với vùng đất rộng lớn của Nga, độ sâu hạn chế của Thụy Điển khiến nước này dễ bị chiếm đóng nhanh chóng và bị gián đoạn các tuyến cung cấp thiết yếu. Quy mô lãnh thổ rộng lớn của Nga cho phép điều động chiến lược và huy động nguồn lực từ các vùng sâu vùng xa, tạo ra lợi thế hậu cần đáng kể. Về mặt kinh tế, sức mạnh kinh tế đáng kể của Nga cho phép nỗ lực chiến tranh bền vững với khả năng tài trợ cho quân đội, nghiên cứu và sản xuất trong thời gian dài. Ngược lại, nền kinh tế nhỏ hơn của Thụy Điển lại hoạt động giống như một nguồn lực hạn chế hơn, đứng trước áp lực phải giành được chiến thắng quyết định trước khi nguồn dự trữ tài chính cạn kiệt. Nếu Nga mà áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế như là cấm nhập khẩu hoặc giảm hạn chế nhập khẩu từ Thụy Điển, thì các doanh nghiệp Thụy Điển có thể cũng sẽ phải chịu tổn thất do mất đi một thị trường xuất khẩu quan trọng. Và nếu Nga cấm hoặc hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu hoặc tài nguyên từ quốc gia này, các công ty Thụy Điển có thể phải đối mặt với sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng của mình, dẫn đến giảm sản xuất và lãng phí. Đáng chú ý là hội nhập kinh tế toàn cầu của Thụy Điển đã tạo thêm một lớp dễ bị tổn thương khác, phụ thuộc vào thương mại quốc tế. Quốc gia này có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các lệnh trừng phạt và gián đoạn thương mại, cản trở khả năng duy trì năng lực quân sự của mình. Sự phụ thuộc lẫn nhau này khiến Thụy Điển phải chịu áp lực kinh tế từ Nga và các đồng minh, khiến vị thế của họ cũng càng thêm phức tạp. Cho nên có lẽ cũng không sai khi nói rằng Thụy Điển có thể bị lao vào một cuộc chiến bất cân xứng giống như Ukraine, và cái kết của nó chính là những gì mà Ukraine đang phải gánh chịu hiện nay. Sau những đau thương, con đường hòa bình của Thụy Điển vốn vẫn được tận hưởng vì trung lập thì lại bị đánh đổi bằng các chiến lược quân sự, buộc quốc gia này phải tham gia đàm phán từ vị trí dễ bị tổn thương hơn. Sau cùng, ngoài những thách thức bên ngoài, còn có một số vấn đề nội bộ mà Thụy Điển phải đối mặt có thể cản trở khả năng tiến hành chiến tranh của mình một cách hiệu quả. Vì người Thụy Điển biết họ yếu thế hơn Nga nhiều, NATO còn chưa bảo vệ được chính mình, thì liệu là có thể tham chiến thêm ở một chiến trường nữa ở Thụy Điển để bảo vệ đất nước của mình hay không? Điều này sẽ thổi bùng chia rẽ trong nước. Viễn cảnh về một cuộc xung đột kéo dài chống lại Nga có thể làm giảm sự ủng hộ của công chúng giống như ngọn lửa bập bùng trong cơn bão. Thiệt hại tiềm tàng về con người và kinh tế có thể làm xói mòn tinh thần và sự đoàn kết dân tộc, đặt ra thách thức ghê gớm cho Thụy Điển trong việc duy trì một mặt trận gắn kết trong suốt cuộc xung đột. Hơn nữa, tình cảm thân Nga đang ngày càng gia tăng ở Thụy Điển khiến họ không thể chống lại Nga. Chưa kể đến mạng lưới gián điệp và hệ thống thông tin liên lạc của Nga đã trải khắp Thụy Điển. Trước các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn, khả năng điều phối các hành động quân sự, duy trì các dịch vụ thiết yếu và duy trì trật tự công cộng của Thụy Điển thì có thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, giống như một pháo đài bị đột nhập qua những cánh cổng bị tấn công.
Do đó tóm lại mà nói thì việc gia nhập NATO cũng là một canh bạc của Thụy Điển, có được và có mất. NATO thì cũng không phải là bùa hộ mệnh vĩnh viễn như nhiều tổ chức quân sự khác, cũng có ngày nó sẽ bị giải thể hoặc là sụp đổ. Đó là chuyện rất dễ hiểu. Và có một người đủ năng lực để làm ra câu chuyện kinh thiên động địa đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi đến hết video để tìm ra câu trả lời. Donald Trump, bóng ma hủy diệt NATO. Cựu Tổng thống Mỹ Trump đã giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa sau khi giành chiến thắng ở 14 trên 15 tiểu bang vào ngày thứ Ba, giành được 995 phiếu bầu của đại biểu Đảng Cộng Hòa. Bà Nikki Haley, đối thủ duy nhất của ông, đã rút khỏi cuộc đua đề cử của Đảng Cộng Hòa. Cuộc đối đầu bầu cử sắp tới dự kiến sẽ diễn ra giữa cựu Tổng thống và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, người cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Các cựu quan chức cấp cao của Mỹ cũng đã nêu lên mối lo ngại về khả năng rút khỏi NATO dưới thời chính quyền Trump. Vào tháng 12 năm 2023, Newsweek đã đăng tải thông tin rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper dự đoán rằng Trump có thể bắt đầu rút quân Mỹ khỏi các nước NATO, có nguy cơ khiến liên minh này sụp đổ. Những quan điểm tương tự cũng đã được lặp lại bởi cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump John Bolton vào giữa tháng 2. Các nhà ngoại giao châu Âu nhấn mạnh sự cần thiết phải lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp Mỹ rút quân hoặc cam kết suy yếu với NATO. Một quan chức châu Âu đã nhấn mạnh sự phụ thuộc quá mức của khối vào Mỹ, đồng thời kêu gọi thảo luận về các cách phòng ngừa những rủi ro như vậy. Một nguồn tin khác đề nghị xem xét tính phù hợp của kế hoạch phòng thủ giữa các quốc gia châu Âu. Ở Anh, Lord Kim Darroch, cựu đại sứ Anh tại Mỹ, đã nêu lên những lo ngại, làm dấy lên những lời kêu gọi dự phòng khi nghĩ đến một NATO không có Mỹ. Trump gần đây đã không bình luận về việc rời đi. Vào tháng 2, ông tuyên bố rằng các thành viên NATO không đáp ứng ngưỡng chi tiêu 2%, có thể không nhận được sự bảo vệ của ông trong trường hợp bị tấn công, kể cả từ Nga. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina vào ngày 10 tháng 2, ông kể lại cuộc trò chuyện với Tổng thống một quốc gia châu Âu, cho thấy rằng chi tiêu quốc phòng không đủ có thể khiến ông khuyến khích Nga hành động tự do chống lại quốc gia đó trong trường hợp họ bị tấn công. Điều quan trọng cần lưu ý là Moscow luôn phủ nhận mọi ý định tấn công một thành viên NATO, nhấn mạnh rằng việc khơi mào một cuộc chiến tranh toàn cầu sẽ đi ngược lại lẽ thường. Tuyên bố của Trump mặc dù không chỉ ra rõ ràng việc rút khỏi NATO, nhưng nêu bật lập trường của ông về đóng góp của các thành viên và sự sẵn sàng xem xét lại việc bảo vệ dựa trên mức chi tiêu quốc phòng. Điều này tạo thêm một lớp bất ổn cho động lực của liên minh, thúc đẩy nhu cầu tiếp tục quan sát mối quan hệ Mỹ-NATO. Có một điều cũng cực kỳ đáng lưu ý là Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng Donald Trump có kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine mà không đưa một xu cho Ukraine. Thủ tướng Hungary đã đến thăm Mar-a-Lago vào cuối tuần qua để gặp ông Trump. Theo ông Orbán, ông Trump có một tầm nhìn rất rõ ràng và khó có thể không đồng tình. Đầu tiên, ông ấy sẽ không chi một xu nào cho cuộc chiến Nga-Ukraine. Đó là lý do tại sao chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu người Mỹ không cung cấp tiền và vũ khí cùng với người châu Âu thì chiến tranh sẽ kết thúc. Và nếu người Mỹ không đưa tiền thì người châu Âu sẽ không thể tài trợ cho cuộc chiến này một mình được. Ông Orbán nói như vậy. Donald Trump có thể chưa trở thành Tổng thống Mỹ, nhưng đảng của ông ấy đang ngăn cản Đảng Dân Chủ chi tiền cho chiến tranh. Tất cả điều này cho thấy NATO đang là nguồn cơn cho cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, trong khi không mang lại lợi ích cho các quốc gia, mà lại mang lại lợi ích cho một nhóm người. Nếu Nhà Trắng một lần nữa dưới sự làm chủ của ông Trump, thì NATO sẽ trở thành một khẩu súng nằm im trong một góc như cách mà ông ấy đã làm trong 4 năm cầm quyền. Khi đó thì thế giới thực sự là hòa bình. Chính vì thế mà câu chuyện của Thụy Điển gia nhập NATO để tìm kiếm sự bảo đảm an ninh có vẻ như lại là một sai lầm của Thụy Điển, và ít nhất thì nó cũng là một canh bạc mạo hiểm. NATO thì muốn biến Thụy Điển trở thành một công cụ để mà chống lại Nga, và có khi đó lại là một sai lầm của họ. Có không ít người nói rằng NATO là nguyên nhân của xung đột chứ không phải là chiếc ô an ninh nào cả. Họ mang theo sự hỗn loạn nhưng phá hủy hòa bình. Trong khi số phận của NATO đang trở thành vấn đề lo ngại nhất của các thành viên liên minh ở thời điểm mà người ta đang nói đến sự trở lại của ông Trump với cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, thì châu Âu cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Châu Âu tái vũ trang trước lo ngại số phận của NATO. Châu Âu đang giữ cam kết tái vũ trang, nhập khẩu vũ khí của các quốc gia tại châu lục này trong giai đoạn 2019-2023 đã cao hơn 94% so với giai đoạn 2014-2018.
trong khi lượng mua ở các nước còn lại trên thế giới thì lại giảm. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã thử thách an ninh châu Âu và lục địa già, ngoài việc tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách mua vũ khí, còn muốn thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình để bù đắp sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Trên toàn cầu, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới, trong khi xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm một nửa và nước này lần đầu tiên đã trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba, đứng sau Pháp. Các số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố hôm thứ Hai xác nhận rằng mặc dù thực tế là khối lượng chuyển giao vũ khí quốc tế trên toàn cầu đã giảm 3,3% trong giai đoạn 2014-2018 và 2019-2023, châu Âu thì đã tăng tốc tái vũ trang. Nhà cung cấp chính của châu Âu tiếp tục là Mỹ với 55% tổng lượng nhập khẩu trong 5 năm qua đến từ nước này. Peter Wegerman, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, giải thích rằng Mỹ có lợi thế đáng kể về công nghệ quân sự, đặc biệt là về máy bay chiến đấu. Theo báo cáo, 8 trong số 10 quốc gia châu Âu mua máy bay trong 5 năm qua đã chọn F-16 và F-35 do Mỹ sản xuất. Một trong những mục tiêu mà Ủy ban châu Âu đặt ra trước mối đe dọa từ Nga là thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu có nhiều vũ khí hơn để phân phối cho tất cả các quốc gia thành viên. Đặc biệt là họ đang tìm cách khẩn trương thúc đẩy sản xuất trong nước để mà đến năm 2030, 50% thương vụ mua sắm quân sự sẽ diễn ra trong khối. Người đứng đầu chính sách an ninh và đối ngoại EU là Joseph Borrell đã tuyên bố như vậy vào tuần trước. Nhiều đơn đặt hàng đã được đặt cho những loại vũ khí sẽ tiếp tục được giao trong những năm tới. Hơn nữa, mặc dù ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu rất hoàn thiện, nhưng nó không có khả năng sản xuất với tốc độ đủ để mà đáp ứng nhu cầu lớn của chính mình. Ukraine cho đến nay là quốc gia châu Âu có lượng nhập khẩu tăng mạnh nhất trong 5 năm qua, tăng tới 6.633% so với giai đoạn trước. Ngoài ra, ít nhất 30 quốc gia đã cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí quan trọng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Báo cáo cũng lưu ý rằng, để nâng cao năng lực quân sự của Ukraine, các nhà cung cấp đã bắt đầu cung cấp các hệ thống tầm xa vào năm 2023. Ba Lan và Slovakia, họ đã tặng 27 chiếc máy bay chiến đấu dư thừa và Pháp và Anh cung cấp tên lửa có tầm bắn 300 km. Ngoài những chuyến giao hàng này cho quân đội Ukraine, các nước châu Âu cũng đang mua vũ khí để tự vệ trong trường hợp leo thang giả định. Năm ngoái, Ba Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài với Ukraine, đã đặt mua 12 hệ thống phòng không từ Mỹ, trong khi Đức đặt mua một hệ thống duy nhất nhưng có giá trị đặc biệt cao từ Israel. Litva, Latvia, Estonia và Phần Lan cũng làm điều tương tự với các hệ thống phòng thủ của Đức, Israel và Na Uy. Xuất khẩu của Nga thì đã giảm 53% trong 5 năm qua so với giai đoạn 2014-2018, làm gia tăng khoảng cách với Mỹ về ảnh hưởng vũ khí toàn cầu. Trong khi Washington xuất khẩu vũ khí tới 107 quốc gia trên khắp các châu lục, thì Nga chỉ xuất khẩu được 41 quốc gia. Sự suy giảm càng thể hiện rõ hơn kể từ sau khi mà Nga xâm lược Ukraine. Năm 2019, 31 quốc gia đã nhận được vũ khí của Nga. Vào năm 2022, chỉ có 14 nước là nhận được vũ khí của Nga. Còn đến năm 2023 thì con số đó đã giảm xuống chỉ còn 12 nước mà thôi. Các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Moscow không phải là lý do duy nhất cho xu hướng này. Các chuyên gia đã lưu ý rằng, chúng tôi thấy những trường hợp như Trung Quốc, khách hàng lịch sử của Nga đang phát triển ngành công nghiệp riêng đủ đáp ứng nhu cầu công nghệ của mình. Trường hợp của Ấn Độ cũng tương tự, mặc dù Mỹ có thể gây áp lực ở đó bằng việc đe dọa trừng phạt. Điều tương tự cũng áp dụng cho Ai Cập và Indonesia. Sự suy yếu trong hoạt động buôn bán vũ khí của Nga đã giúp Pháp chiếm vị trí thứ hai trong danh sách các nước xuất khẩu hàng đầu. Doanh số bán vũ khí của Pháp tăng 47% trong giai đoạn 2014-2018 và 2019-2023. Trong số 64 quốc gia được hưởng lợi, những quốc gia chính là Ấn Độ, Qatar và Ai Cập chỉ chiếm hơn 50% tổng số. Hy Lạp là khách hàng châu Âu lớn nhất của Pháp. Họ mua 17 máy bay chiến đấu Rafale. Chỉ riêng năm ngoái, 193 đơn đặt hàng đã được đặt cho loại máy bay này, mặc dù hầu hết đến châu Á, Indonesia, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc là châu Phi như là Ai Cập. Không giống như châu Âu, phần còn lại của thế giới giảm nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn 2014-2018 và 2019-2023. Tại châu Á và châu Đại Dương, tỷ lệ này giảm 12%, dẫn đầu là Trung Quốc.
Mặc dù vậy, đây vẫn là thị trường có khối lượng nhập khẩu lớn nhất với các nước lớn như là Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản và Úc. Sự suy giảm tương tự ở Trung Đông, nơi Mỹ vẫn là nhà xuất khẩu chính do mua hàng từ Ả Rập Saudi, Qatar và Israel. Tuy nhiên, báo cáo không phản ứng nhiều thay đổi trong nhập khẩu của Israel trong 5 năm qua, với mức tăng nhẹ 5,1% từ năm 2014 đến 2018, bất chấp cuộc tấn công được phát động vào tháng 10 tại Gaza để đáp trả các hoạt động tấn công của Hamas. Việc Israel có thể thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô này ở Gaza là dựa trên thực tế là họ đã nhận được số lượng vũ khí đáng kể từ Mỹ trong nhiều thập kỷ. Vũ khí được sử dụng ngày nay ở dải Gaza đã được mua từ những năm trước. Vâng, chúng ta thấy gì ở đây? Thứ nhất là một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu đang diễn ra để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Thứ hai là dẫu miếng bánh thị phần buôn bán vũ khí đã được chia lại, nhưng Mỹ và Nga vẫn là những đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này. Điều này làm nổi bật luận điểm mà chúng ta đã từng nói trước đây là cuộc chiến chống Nga mà Mỹ đang lãnh đạo. Có vẻ như là sự xung đột lợi ích trong buôn bán vũ khí. Kết quả của nó là các cuộc xung đột để tỉ thí công nghệ và phô trương sức mạnh khí tài của họ mà thôi. Nên cũng không quá khi nói rằng Ukraine đang trở thành một bãi thử nghiệm vũ khí của các cường quốc quốc phòng. Nhưng cái giá phải trả cho nó là quá đắt đối với con người và đất nước xinh đẹp này. Có lẽ vì vậy nên chúng ta cần ủng hộ những biện pháp ngừng chiến, phải không quý vị? Kính thưa quý vị, những tưởng xe tăng chiến đấu chủ lực đã hết thời thì nhiều nước ngừng phát triển và siêu xe tăng T-14 Armata của Nga sẽ là bá chủ thiên hạ. Nhưng không, nó đã có đối thủ cứng cựa đến từ nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ của nước Đức. Vậy siêu phẩm ấy có những đặc tính vượt trội nào mà khiến rất nhiều quốc gia phải nghiêng mình? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Lê Minh khám phá báo đen Panzer. Đừng quên bấm like và ấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video chất lượng nhất. Trong các cuộc xung đột gần đây, xe tăng chiến đấu chủ lực MBT tiếp tục đóng vai trò hết sức quan trọng là nắm đấm thép, phương tiện đột kích không thể thay thế trong tác chiến lục quân hiện đại. Bất chấp các loại phương tiện chống tăng phát triển như vũ bão, nhất là tên lửa có điều khiển, MBT vẫn đang hiện diện một cách nổi bật. Vậy thì điều gì đã làm nên sức mạnh của xe tăng chiến đấu chủ lực? Đầu tiên là sức mạnh hỏa lực, đó là vũ khí chính quyết định sức mạnh hỏa lực của xe tăng, thể hiện qua số lượng, chất lượng, cỡ nòng của pháo trên xe, bao gồm nhiều thông số như là tốc độ bắn nhanh, độ chính xác, tầm bắn xa nhất, tầm bắn gần nhất, sức công phá của đạn, vân vân. Hiện nay pháo tăng có những tiến triển vượt bậc, tầm bắn xa, xác suất trúng đích cao, uy lực mạnh, đủ để tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau. Thứ hai đó là sức cơ động. Đây là tính năng rất quan trọng để quyết định hiệu quả chiến đấu của xe tăng, bao gồm các thông số như tốc độ tối đa, tốc độ chiến đấu trên các địa hình, khả năng vượt vật cản, khả năng vượt dốc, khả năng vượt sông, tầm hoạt động xa nhất, tính việt dã, vân vân. Trên các dòng chiến tăng vừa mới ra đời gần đây, động cơ, hệ thống treo đang có những bước tiến mới giúp xe hoạt động hiệu quả hơn trên mọi loại địa hình khác nhau. Và thứ ba là khả năng phòng hộ. Đây là thông số về tính chất tự bảo vệ của xe, bao gồm các yếu tố về số lượng, chất lượng, độ dày, vật liệu, hình dáng và vị trí bố trí của các lớp vật liệu vỏ thép để bảo vệ xe. Giờ đây, để sống sót trong những trận mưa tên lửa chống tăng có điều khiển hiện tại, thì xe tăng đã và đang được tăng cường khả năng phòng hộ với nhiều lớp cả chủ động và thụ động, đảm bảo phát hiện sớm và tiêu diệt mối đe dọa từ xa, giảm xác suất bị trúng đạn và giảm thiểu thương vong cho kíp lái khi vỏ giáp xe bị xuyên thủng. Các xe tăng thế hệ mới cũng bắt đầu được tích hợp các khí tài thông tin liên lạc hiện đại, các phương tiện định vị, dẫn đường, hệ thống thông tin, điều khiển chiến đấu và chỉ huy tự động hóa ở các cấp với tính năng bảo mật cao, truyền dữ liệu trong hệ thống mạng trung tâm, cung cấp đầy đủ tham số kỹ thuật của xe cũng như toàn cảnh chiến trường. Nói về xe tăng chủ lực, Đức là một ông lớn không thể xem thường. Hồi tháng 6 năm 2022, công ty sản xuất vũ khí có trụ sở tại Düsseldorf Rheinmetall đã công bố xe tăng KF-51 Panther tại triển lãm vũ khí Eurosatory của Pháp. Triển lãm được tổ chức 2 năm một lần, là nơi giới thiệu các nhà sản xuất vũ khí của châu Âu quảng bá thiết bị mới nhất của họ. Rheinmetall đã tiết lộ Panther có họa tiết ngụy trang kỹ thuật số màu xám, đen và vàng neon. Giới chuyên gia quân sự nhận định KF-51 được thiết kế không chỉ để thay thế cho dòng xe tăng Leopard 2 có trong biên chế quân đội Đức, mà sẽ còn làm đối trọng với siêu tăng T-14 Armata của Nga. Cái tên Panther đã quá quen thuộc.
Xe tăng Panzerkampfwagen 5, còn được gọi là Panzer, được thiết kế vào năm 1942 để đối đầu với xe tăng Nga, bao gồm cả xe tăng hạng trung T-34. Panzer từng là một trong những xe tăng tốt nhất trong chiến tranh, nhưng đã gặp khó khăn nghiêm trọng bởi các vấn đề về cơ khí và độ tin cậy. Panzer xuất hiện lần đầu tiên trong trận Kursk năm 1943 và phục vụ trên cả mặt trận phía Đông và phía Tây, trong đó có trận chiến D-Day và Bunch. Kf-51 là sự kế thừa của Leopard 2, một loại xe tăng cùng thời với M1 Abrams của Mỹ. Leopard 2 ra mắt vào những năm 1980 và vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay trong nhiều quân đội trên thế giới. Leopard 2 đã được nâng cấp đều đặn trong nhiều thập kỷ, với phiên bản mới nhất là Leopard 2A7 của quân đội Đức. Nhưng đáng tiếc là, giống như nhiều hệ thống được nâng cấp, cuối cùng cũng đến lúc việc tiếp tục thêm những thứ mới vào hệ thống cũ đã trở nên không còn hiệu quả. Cách duy nhất là phải thiết kế một thứ gì đó hoàn toàn mới. Panther là loại xe tăng mới đó. Nó dường như sử dụng thiết kế thân cơ bản của Leopard 2. Mặc dù hình dạng cho thấy lớp giáp mới dày hơn dọc theo mặt trước và hai bên, Panther vẫn giữ các đường nét của Leopard 2 trên khoang động cơ, nhưng có phần lồi lên rõ rệt. Mặc dù vậy, Panther được cho là vẫn trang bị động cơ 1.100 kW trên 1.500 mã lực cùng công suất của Leopard 2. Tháp pháo của Panther lớn hơn với các góc nhọn hơn và phần nhô ra lớn hơn nhiều so với khoang động cơ. Tháp pháo này vừa để chứa đạn pháo lớn hơn, nặng hơn, vừa đóng vai trò đối trọng với khẩu pháo 130mm mới. Kf-51 là xe tăng sản xuất đầu tiên được trang bị pháo chính 130mm, phá vỡ tiêu chuẩn 120mm hiện tại. Mặc dù các nước NATO, đặc biệt là Mỹ, Đức và Pháp, đã thử nghiệm khẩu pháo cỡ nòng 130mm lớn hơn vào những năm 1990, nhưng việc chiến tranh lạnh kết thúc và mối quan hệ tương đối tốt đẹp với Nga khiến cỡ đó trở nên không cần thiết. Loại pháo mới được đặt tên là hệ thống súng tương lai FGS, chủ yếu là để đáp lại xe tăng T-14 Armata của Nga, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015. Rheinmetall tuyên bố hệ thống này có tầm xa tiêu diệt hơn 50% so với loại 120mm cũ. Loại pháo mới này có chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính nòng. Nó dài tới 6.760mm, nòng súng cũng được lắp một lớp vỏ kiểu thuyết vị lai. Nhưng không rõ nó đóng góp như thế nào vào hiệu suất hay hiệu quả của xe tăng. Kf-51 giống như Leopard 2, sử dụng bộ nạp đạn tự động cho pháo chính. Điều này đòi hỏi một kíp lái 3 người gồm chỉ huy xe tăng, pháo thủ và lái xe. Xe tăng M1 Abrams của Mỹ sử dụng người để nạp đạn, thay vì tự động nên kíp lái của 4 người. Tuy nhiên, Kf-51 vẫn có chỗ cho người lính thứ tư hoạt động như một chỉ huy hoặc người điều khiển máy bay không người lái. Kf-51 được trang bị một súng máy đồng trục 12,7 ly gắn bên cạnh pháo chính. Đây là loại súng lớn hơn và nặng hơn so với súng máy đồng trục trên các xe tăng cũ, thường gắn súng 7,62 ly. Súng máy lớn hơn mang lại cho xạ thủ khả năng tấn công các mục tiêu nhẹ nhàng hơn, ít được bảo vệ hơn như xe tải, xe bọc thép hạng nhẹ, pháo binh và bộ binh mà không lãng phí đạn pháo 130mm vào những mục tiêu bọc thép nhẹ. Panther còn được trang bị một số tính năng mới khác. Xe tăng này bao gồm các camera kỹ thuật số hướng ra bên ngoài, giúp kíp lái có thể quan sát 360 độ mà không để lộ mình trước hỏa lực đối phương. Một khẩu súng máy 7,62 ly thứ hai có thể điều khiển từ xa, từ bên trong xe tăng, để nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái và mục tiêu mặt đất. Kf-51 có thể phóng 4 chiếc drone trinh sát từ tháp pháo, cho phép xe tăng tiến hành trinh sát cục bộ. Một bệ phóng máy bay không người lái được tích hợp trong tháp pháo. Xe tăng Panzer mới được trang bị 3 hệ thống bảo vệ cùng lúc nhờ sự kết hợp giữa các công nghệ phòng thủ chủ động, thụ động và giáp phản ứng nổ. Về giáp trụ, Kf-51 có lớp giáp mới dày hơn gồm các tấm giáp thụ động dạng modun dọc theo mặt trước và hai bên. Những điểm vượt trội của nó chính là hệ thống bảo vệ chủ động AMAP do các công ty cũng của Đức phát triển. Các cảm biến sẽ phát hiện đầu đạn tấn công, tính toán và ra quyết định đánh chặn với thời gian phản ứng là 0,56 mili giây, đủ để tiêu diệt mọi loại đạn chống tăng. Để chống đạn xuyên giáp đột nóc, Kf-51 sử dụng hệ thống các camera hoạt động trong phạm vi hồng ngoại và tia cực tím, có khả năng phát hiện đạn và tên lửa bằng bức xạ hồng ngoại. Các vũ khí tấn công xe tăng hàng đầu như Enlor của Thụy Điển và Javelin của Mỹ đã chứng minh được hiệu quả tàn phá khủng khiếp ở Ukraine với vô số xác xe tăng và xe bọc thép bỏ lại. Hầu hết các xe tăng của phương Tây cũng đều dễ bị tổn thương tương tự, và hệ thống phòng thủ tấn công hàng đầu của Panther là hệ thống có tiếng đầu tiên dùng để giải quyết các loại vũ khí tấn công hàng đầu. Không rõ hệ thống phòng thủ mới hoạt động như thế nào,
trong khi có những tin đồn rằng nó có thể liên quan đến các máy bay không người lái di chuyển để đánh chặn tên lửa và rocket đang bay tới. Theo đó, báo đen được tích hợp một bệ phóng máy bay không người lái trong tháp pháo, có thể phóng 4 chiếc drone trinh sát kiêm tấn công cảm tử, cho phép xe tăng tiến hành trinh sát từ xa tới 40 km bất kể ngày hay đêm, hoặc thực hành tiêu diệt mục tiêu bằng đầu đạn hit 3,5 kg, lượng nổ mạnh. Như đã phân tích ở trên, với những đặc tính kỹ thuật hoàn hảo như vậy, chắc chắn KF-51 sẽ sống sót tốt hơn trước cơn mưa hỏa lực chống tăng, kể cả khi tham chiến ở một chiến trường khốc liệt. Một trong những điều thú vị nhất về KF-51 là nó chỉ nặng 59 tấn. Xe tăng này tương đối mảnh mai theo tiêu chuẩn hiện đại và hứa hẹn sẽ nhanh nhẹn, linh hoạt. Phiên bản mới nhất của M1 Abrams nặng 73,6 tấn, nhưng không có các tính năng như súng lớn hơn, đạn dược và máy bay không người lái. Phải nhấn mạnh rằng, các kỹ sư Đức đã giải quyết hoàn hảo một vấn đề rất khó, đó là tích hợp thành công khẩu pháo cỡ nòng lớn nhưng không làm tăng trọng lượng xe. Nặng nề là điểm yếu cố hữu của xe tăng phương Tây, nhưng nay đã được giải quyết tương đối hoàn hảo. Trong khi đó, Nga cũng đang nghiên cứu pháo cỡ nòng lớn tới 135 hoặc 152 ly để trang bị cho T-14 Armata. Nhưng tới thời điểm này, họ vẫn chưa hoàn tất việc phát triển. Cuộc chiến tại Ukraine có thể là dấu hiệu báo trước về sự trở lại của chiến tranh tiêu hao cơ giới quy mô lớn. Vào đầu cuộc chiến, lực lượng xe tăng thiết giáp Nga đã hứng chịu những tổn thất nhất định, khiến người ta nghĩ rằng kỷ nguyên xe tăng đã chấm dứt. Tuy nhiên, diễn biến sau đó của cuộc chiến này cho thấy, xe tăng vẫn mang phần lớn gánh nặng của tác chiến trên bộ. Diễn biến đó đã tái khẳng định nhu cầu có từ lâu về một xe chiến đấu thiết giáp vũ trang hạng nặng có khả năng đột phá qua hệ thống phòng ngự cứng rắn nhất. Các thiết kế xe tăng hiện đại ngày nay cho thấy một số công nghệ có thể định hình tác chiến thiết giáp trong nhiều năm tới, nhưng xe tăng có thể ít hữu dụng trong xung đột thời nay. Cuộc chiến tại Ukraine cho thấy các cuộc chiến tranh tiêu hao công nghiệp hóa quy mô lớn đang phát huy tác dụng. Các hệ thống vũ khí cần thiết trong loại chiến tranh này cần phải rẻ, kỹ thuật đơn giản và có khả năng sản xuất hàng loạt, đồng thời phải có nguồn cung nhiên liệu và đạn dược phong phú. Chi phí cao của xe tăng KF-51 Panther và T-14 Armata tầm 4 triệu USD một xe là một điểm yếu lớn trong khâu sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, triển khai các xe tăng này có nguy cơ đánh mất công nghệ tiên tiến của xe vào tay kẻ thù. Đây có lẽ là một trong các lý do vì sao Nga chưa triển khai T-4 Armata tại Ukraine. Như vậy, các xe tăng tiên tiến này đã trở thành quá đắt đỏ cho việc sản xuất hàng loạt và quá giá trị nếu bị mất trong chiến tranh tiêu hao. Đây cũng là số phận của chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-22 Raptor. Việc sản xuất máy bay này đã phải chấm dứt vào năm 2009 do chi phí cao tới 125 triệu USD mỗi máy bay và đòi hỏi cao về bảo dưỡng. Hiện chỉ có 195 chiếc F-22 Raptor được chế tạo. F-22 có thể nghỉ hưu mà chưa trải qua không chiến thực sự. Như vậy, KF-51 Panther của Đức và T-14 Armata của Nga nhiều khả năng sẽ được triển khai tại các đơn vị tinh nhuệ có mức độ sẵn sàng chiến đấu cao hoặc để trình diễn công nghệ. Các lực lượng lục quân lớn có thể sử dụng các đặc điểm thiết kế cụ thể để nâng cấp các xe tăng hiện nay hoặc tích hợp chúng vào các thiết kế xe tăng bền vững và hiệu quả hơn. Và đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới để giúp chúng tôi xây dựng diễn đàn ngày một đông đảo hơn. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại!